Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine. Nga tung đòn trả đũa tấn công tên lửa vào ga xe lửa Akashin nhiều thường dân Ukraine thương vong. Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu quân sự năm 2023 trên chiến trường. Ukraine công bố công khai danh tính hàng trăm tù binh bị chính quyền Nga từ chối tiếp nhận. Rộ nghi vấn, một tàu Nga khác bị hư hại trong vụ tấn công của Ukraine 8 sĩ quan cấp cao và hàng chục thủy thủ thiệt mạng. Ukraine bắn hạ Su-34 với số lượng kinh ngạc. Nga lập tức dừng ném bom ở Dnipro, Moscow nên lo lắng. Hồng Nhạn rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị đang xem tin tức trên kênh HTD Quý vị thân mến, một mùa Giáng sinh và năm mới nữa lại đến. Thay mặt cho đội ngũ làm chương trình, Hồng Nhạn kính chúc toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân và một năm mới bình an và thành công. Đội ngũ HTD rất mong vẫn nhận được sự yêu quý và đồng hành của quý vị trong năm mới 2024 này. Và không để quý vị chờ lâu, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chi tiết. Nga tung đoàn trả đũa tấn công tên lửa vào ga xe lửa ở Kherson. Nhiều người dân Ukraine thương vong. Thưa quý vị, vào tối thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023, quân Nga đã tấn công nhà ga xe lửa ở Kherson hậu quả của vụ pháo kích là một cảnh sát thiệt mạng, một số nhân viên thực thi pháp luật và thường dân đang chờ tàu di tản bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một thông điệp video rằng có nhiều thường dân có mặt tại hiện trường trong vụ pháo kích. Công ty cổ phần đường sắt Ukrainesia cho biết thêm nhà ga và đầu máy toa xe đã bị hư hỏng. Một số công nhân được biết là bị thương trong khi hành khách đang ở nơi trú ẩn. Công ty lưu ý người dân sẽ được chuyển sang đi xe buýt và các toa tàu dự bị. Ukraine-Lisnesia khẳng định tình hình đang được kiểm soát, các công dân đường sắt đã sẵn sàng tiếp tục hành trình. Chính quyền thành phố Kherson cho biết thành phố đã bị pháo kích lớn từ nhiều loại vũ khí khác nhau. Theo người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Kherson, Roman Morocco, ít nhất có 3 người bị thương. Bộ trưởng nội vụ Igor Klimenko sau đó cho biết trong cuộc tấn công lớn của Nga và Kherson, có khoảng 140 thường dân có mặt tại nhà ga chờ chuyến tàu di tản khởi hành. Ông Klimenko tuyên bố, cảnh sát ngay lập tức bắt đầu di tản. Một trong những nhân viên thực thi pháp luật đã chết vì vết thương. Thêm hai thường dân và hai cảnh sát bị thương do mảnh đạn. Các cuộc tấn công của Nga được cho là đòn trả đũa của Moscow sau khi Ukraine tấn công vào cả Crimea, làm thiệt hại tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Nga tuyên bố hoàn thành mục tiêu quân sự năm 2023 trên chiến trường. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng của Moscow hiện đang cải thiện vị thế của mình ở khắp mọi nơi trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine là mục tiêu chính của quân đội Nga trong năm nay, và mục tiêu này đã được thành hiện thực. Trong cuộc họp trực tuyến với các chỉ huy hàng đầu hôm thứ Ba, ông Shoigu cho biết các lực lượng Nga đang dần tiến tới đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Ông báo cáo, mục tiêu chính vào năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công được thổi phồng quá mức của lực lượng vũ trang Ukraine do Ukraine và các đồng minh NATO của họ công bố. Nhiệm vụ này đã được hoàn thành xuất sắc. Theo Bộ trưởng, các yếu tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi các nỗ lực tiến quân của Ukraine là việc tạo ra một hệ thống tuyến phòng thủ hiệu quả khả năng chiến đấu cao của tất cả các đơn vị đầu tiên cậy và hiệu quả của thiết bị quân sự nga Ông nói thêm, và trên hết là những hành động khéo léo và quyết đoán của những người bảo vệ tổ quốc, những người đang hành động quên mình để bảo đảm sự an toàn cho đất nước và người dân của chúng ta. Nói về những sự kiện gần đây trên thực địa, ông Shoigu cho biết, quân đội Nga liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và mở rộng lãnh thổ với sự kiểm soát của mình theo mọi hướng trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 11 tuyên bố lực lượng Kiev sẽ chuyển từ tấn công sang xây dựng công sự, đồng thời thừa nhận rằng cuộc phấn công bắt đầu vào đầu tháng 6 nhằm cắt cầu đất liền của Nga tới Crimea đã kết thúc mà không thành công. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 thiết bị hạng nặng trong nỗ lực tiến quân thất bại. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đều cho biết lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến. Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng đã xác nhận đã chiếm được toàn bộ Marinka, một thành trì quan trọng của Ukraine, không thuộc Donetsk, thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga. Ukraine công bố công khai danh tính hàng trăm tù binh bị chính quyền Nga từ chối tiếp nhận. Quý vị thân mến, Ukraine lần đầu tiên công bố danh sách những kẻ chiếm đóng Nga bị bắt, những người hóa ra không cần thiết đối với quê hương của họ. Nga từ chối đưa họ ra khỏi nơi giam cầm. Trong danh sách này có 200 binh lính Nga, những người mà đất nước của họ đã loại ra khỏi danh sách trao đổi và từ chối nhận về đất nước. Danh sách này được công bố trên Telegram Tôi Muốn Sống, một dự án cấp nhà nước của trụ sở điều phối về đối xử với tù nhân chiến tranh. Tuyên bố cho biết, lần đầu tiên chúng tôi công khai danh sách các tù nhân chiến tranh Nga, danh sách 200 người mà Nga từ chối nhận họ trở về quê hương. Đại diện của dự án lưu ý rằng, Bộ Chỉ huy Nga với việc từ chối thu nhận binh lính của mình từ nơi bị giam cầm đã vi phạm các quy định của quân đội, cụ thể là Điều 23 của Điều lệ Phục vụ Nội bộ của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Điều khoản này nói rằng, các chỉ huy cấp trên có nghĩa vụ thực hiện những biện pháp giải phóng những quân nhân này theo các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế. Những biện pháp này rất đơn giản, nga chỉ cần đồng ý và trao đổi tù nhân với ukraine đất nước chúng ta đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng trao trả tù nhân chiến tranh nga về nước ukraine kêu gọi trao đổi tất cả lấy tất cả đề xuất hồi hương các tù nhân chiến tranh bị thương nặng và trao trả những người bố đông căng bị giam cầm quốc gia xâm lược tiếp tục ngoan cố phớt lờ những sáng kiến này dự án tôi muốn sống lưu ý ukraine một lần nữa đang thực hiện một bước đi chưa từng có và sẵn sàng giờ đây công bố thường xuyên danh sách các quân nhân nga những người mà nga trong suốt thời gian xâm lược toàn diện lãnh thổ ukraine và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược đã bị ra khỏi danh sách trao đổi và từ chối nhận lại một cách bất nhân nhưng đây là những con người có thật mà vợ con và mẹ của họ đang đợi ở nhà lẽ ra họ đã có thể trở về nhà vào năm ngoái hoặc trong thời gian ngắn nhất có thể và ăn mừng năm mới bên gia đình của họ. Tuy nhiên, để làm được điều này, chỉ cần một điều duy nhất, sự đồng ý của phía Nga để thực hiện việc trao đổi. Như Airbus.ua đưa tin, dự án Tôi muốn sống đã tổ chức Giáng sinh cho các tù binh Nga, những kẻ đã xâm nhập vào Ukraine để chiếm các thành phố và giết hại cư dân địa phương nhưng lại bị bắt. Họ có thể ăn mừng ngày lễ này ở quê nhà, nhưng quốc gia xâm lược Nga không vội nhận lại những công dân của mình mà nước này đã đưa ra nước ngoài để phạm tội. Rượu nghi vấn một tàu Nga khác bị hư hại trong vụ tấn công của Ukraine, tám sĩ quan cấp cao và hàng chục thủy thủ thiệt mạng. Kính thưa quý vị, Radio Savoboda đã đăng tải hình ảnh vệ tinh từ Planet.com nói rằng, ngoài tàu Novacekas đã bị phá hủy, một tàu khác của Nga dường như cũng bị chìm một phần sau vụ tấn công vào Fedosia rạng sáng ngày 26 tháng 12. Theo trang trên, bức ảnh cho thấy chiếc tàu khoanh vàng trong ảnh đã bị phá hủy một phần. Hình ảnh về tên chụp hôm ngày 24 tháng 12 đã được mang ra so sánh. Radio Svoboda sau đó đã nói rằng chiếc tàu bị hư hỏng là một chiếc tàu huấn luyện UTS-150 cũ. Con tàu này dường như đã xuất hiện trong các bức ảnh chụp cảng Ferocia ít nhất từ năm 2007. Nga chưa bình luận về thông tin này. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Yuri Ignat tuyên bố, Novo tàu đổ bộ cỡ lớn qua hạm đội Biển Đen của Nga, đã bị phá hủy gần Fyodorovia, Crimea, rạng sáng ngày 26 tháng 12 bởi tên lửa hành trình từ máy bay chiến thuật của Kiev. Con tàu bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa hành trình cô thấy hơn chúng tôi không có nhiều loại vũ khí này trong kho và chúng được các đối tác cung cấp mọi người sẽ hỏi tên lửa đó là gì vì mọi nhà sản xuất quốc phòng đều muốn giới thiệu về vũ khí này như một thành tựu chúng tôi có Storm Shadow và Scap trong kho vũ khí ông nói thêm rằng để phá hủy một con tàu như vậy Ukraine cần phải phóng rõ ràng không chỉ một tên lửa vì đối phương có thể đánh chặn tên lửa hành trình Ông Inat cho hay vụ nổ khá lớn đã được quan sát trên tàu Nga, cho thấy đó không phải là một vụ nổ nhỏ mà là một vụ nổ đạn dược vì đây là một tàu đổ bộ lớn được sử dụng để vận chuyển thiết bị, vũ khí và nhân sự. Theo ông, 87 thủy thủ đã thiệt mạng, trong đó có 8 sĩ quan. Ông Inat cũng bác bỏ những tuyên bố của Nga rằng Moscow đã bắn rơi hai chiếc Su-24 của Ukraine mang theo các tên lửa hành trình tấn công con tàu. Ukraine bắn hạ Su-34 với số lượng kinh ngạc. Nga lập tức dừng ném bom ở Dnipro, Moscow nên lo lắng. Kính thưa quý vị, tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin, hai ngày sau khi bắn hạ ba chiếc máy bay, bay ném bom, chiến đấu tốt nhất của lực lượng không quân Nga trong một cuộc phục kích tên lửa. Đó là bốn chiếc Sukhoi Su-34 bị bắn hạ trong 3 ngày. Forbes nhận định, tỷ lệ tổn thất tính theo tuần trong tuần này là một trong những điều tồi tệ nhất đối với lực lượng không quân Nga cho đến nay. Sau 22 tháng kể từ khi cuộc xâm lược Nga ở Ukraine bắt đầu và Nga còn có thể gặp tình trạng tồi tệ hơn nữa. Lực lượng không quân Ukraine sắp được nâng cấp đáng kể khi có thêm máy bay chiến đấu F16 lật Martin mặt tiền cũ của Hà Lan. Lực lượng không quân Ukraine đã đánh bại 3 chiếc SU-34 vào khoảng trưa hôm 22 tháng 12 theo giờ địa phương, ngay phía nam sông Dnipro, ở phía nam tỉnh Kherson. Các máy bay Sukhoi được cho là đang bay ở độ cao lớn đang chuẩn bị ném bom do vệ tinh dẫn đường vào đầu cầu Ukraine ở Krynky, bên bờ trái sông Dnipro. Dự đoán, vũ khí Ukraine dùng để tấn công tiêm kích Nga. Hãng tin Reuters của Anh ngày 23 tháng 12 cho biết thêm, quân đội Nga vẫn chưa bình luận gì về vụ ba chiếc chiến đấu cơ SU-34 bị bắn hạ. Forbes cho biết không rõ bằng cách nào Ukraine bắn hạ 3 tiêm kích này của Nga. Các phi công trên tiêm kích được cho là đã thiệt mạng Tuy nhiên, Kaplosr Nga thừa nhận tổn thất này. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp có thể đã được sử dụng trong vụ việc. Eurasia Daily, tạp chí có trụ sở tại Nga cho rằng tuyên bố bắn hạ SU-34 của phía Ukraine là hợp lý vì với tầm bắn lên tới 160 km, tương đương 100 dặm, tên lửa Patriot có thể vươn tới các mục tiêu trên cao từ phía tây sông Dnipro. SU-34 là chiếc máy bay ném bom chiến đấu tốt nhất của lực lượng không quân Nga và là loại duy nhất trong kho vũ khí của Nga có sự kết hợp giữa cảm biến, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí thông minh cho phép phát hiện và tấn công các mục tiêu bất ngờ trong thời gian ngắn. Bình luận về thành tích của Ukraine, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Tuần này, một lần nữa, SU-34 của Nga bị Ukraine bắn hạ. Chúng tôi đã chứng minh hiệu quả của việc tăng cường phòng không" khả năng bắn hạ tiêm kích Su-34 Nga là một trong những chìa khóa then chốt để kết thúc chiến tranh. Tôi cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Ukraine đang chuẩn bị cho việc đón các hỗ trợ cần thiết vào năm tới. Vào thời điểm Rossi công bố nghiên cứu, lực lượng Nga chỉ mất 17 chiếc Su-34. Giờ đây, họ đã mất tới 26 chiếc máy bay trị giá 50 triệu đô la này, gần 1 phần 5 số máy bay. Tờ tạp chí Mỹ nhận định, nỗi lo lắng của người Nga chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Nhà máy sản xuất máy bay Chikalot Aviation có trụ sở tại thành phố Novosibirsk, hàng năm chỉ sản xuất một số ít những chiếc tiêm kích Su-34 mới. Forbes cho hay, Moscow không chỉ duy trì tỷ lệ tổn thất hiện tại, chưa kể tính đến các tổn thất phía Nga còn có nhiều hơn khi các máy bay F-16 mới của Ukraine sẽ tham chiến trong những tuần tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.vtv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong vẫn nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và gặp lại ở bản tin kế tiếp.